Xin chào anh em nhé. Cái clip trước thì mình đã giới thiệu với anh em con Omni này. Tiếp theo clip này mình sẽ mở nội thất, giới thiệu chi tiết đến anh em con Omni này. Và clip sau mình sẽ test nhà. Anh em nào yêu sản phẩm này thì điện ngay cho mình. Đây là một con Omni Onkyo anh em nhé. Đây là một con Omni Onkyo có giải mã optical, là giải mã cổng quang đấy anh em, và cổng đồng trục. Con này mình bán là 5 triệu rưỡi anh em nhé. Nhưng mà con này nó khủng lắm anh em ạ. Nó khủng, cấu hình nó chạy gần như là con 880D của Omni Đà Lông. Nhưng mà nói thật với anh em là con này Omni này, nó cái giá tiền này mình thấy nó hợp lý mà nó đẹp. Mình mua về cho anh em, bán cho anh em. Đây của nó là mặt phay nhôm, tất cả mặt phay nhôm nhé anh em nhé. Cực kỳ là đẹp luôn đấy. Mình nói từ cực kỳ là đẹp là anh em biết rồi. Anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh. Model của nó đây này anh em này, Onkyo. Tất cả cực kỳ là đẹp luôn anh em. Đúng nút của nó này anh em này, vẫn còn cái bụi bẩn này anh em này. Đấy, đấy bụi bẩn đấy anh em. Mình quay cực kỳ là sát nhé. Nói chung anh em mà lấy này mình còn lau chùi cho một chút nữa, nó còn cực kỳ là đẹp. Mình về con này phát là mình quay luôn cho anh em luôn. Đây anh em nhìn này, bụi bẩn này. Đấy, anh em nhìn chưa, lau phát nó đã sạch này. Nó có cổng phone này, tu lơ này, digital 3, digital 2 và digital 1 này, CD này, DAC này, tap e này, direct này, tôn âm sắc này. Đây là ba lăng này. Đây là chép này. Đây là bát này. Cái này nó có một cái control của bát này anh em này. Như kiểu nó lau lướt ấy. Đấy, nó kiểu dạng lau lướt, control bát này. Anh em nhìn nó control nha. Đấy, control bát. Và đây là cầu loa này, nó chơi được cặp A, cặp B và AB. Đấy là toàn phần đằng trước nhá. Anh em mình tiến sâu vào cái nội thất của nó này anh em này. Anh em nhìn nó chạy bốn con sò gì đây, bốn con sò Sanken 2 vít anh em. Nó chạy như sò của Đà Lông ấy. Bốn con sò than nhá anh em nhá, Sanken 2 vít. Và đây nó có hai cái tụ nguồn. Đây anh em này, hai cái tụ nguồn và một con nguồn cực khủng. Nguồn hẳn còn có Onkyo Intergam này anh em này. Và đây là cái phần bo giải mã của nó nhá anh em nhá. Đây là anh em này. Đấy, anh em nhìn nhá. Phần bo giải mã của nó này. Onkyo. Đây nó có cái lắp bịt này anh em này. Đây cái lắp bịt này của nó này. Đấy, cái lắp bịt này của nó này. Cái lắp bịt này nó còn bị bẩn lắm. Đấy nó có cái lắp bịt đấy, mình tháo cả lắp bịt ra mình quay cho anh em cho dễ. Đấy là cái lắp bịt của nó đây anh em. Và tiếp đến anh em xem cái khung sườn của nó này. Anh em nhìn thấy khung sườn của nó có đẹp không? Cực kỳ là tiêu chuẩn luôn. Và đây bên này nữa anh em này. Và tiếp đến anh em xem cái thông cái đằng sau. Đây là cái đằng sau của nó này anh em này. Đấy, nó có cho anh em chọn tín hiệu cắm CD lọc xì qua đây chơi này. Onkyo Intergam A701D. Và đây là các cái rắc AV của nó này anh em này. Phản ươm. Đây là hai cổng digital 1 và 2. Đây là một cổng giải mã optical. Trần AV sáng trắng này anh em. Và đây là cái dây nguồn. Anh em xem cái lưng của nó nhé. Con này nặng lắm anh em ạ.
khủng luôn đấy, nói từ khủng là khủng đấy. Anh em nhìn không, rất khủng luôn. Đây là nó vẫn còn cả cái đầu vịt này anh em này, cái đầu vịt đây này đấy, anh em nhìn thấy nó có hai chân phụ nha anh em nhé, đấy một chân phụ hai chân phụ ở đây này, cái chân chính của nó, chân chén của nó bốn cái này. Nó thiết kế hai cái này là nặng lắm ấy anh em, cực khủng luôn. Tất cả bao zin bao xịn hết cho anh em nhé. Anh em nào yêu con này thì điện cho mình, giá con này mình đang bán là 5,5 triệu anh em này. Đấy, chạy bốn con sò than hai vít, cực khủng luôn ấy. Anh em đến với kênh của mình cho mình xin nút đăng ký kênh anh em nhé. Xin chào tạm biệt.